Cô xin chào tất cả các em và chào mừng các em đã quay trở lại với trang lời giải hay.com. Hôm nay thì chúng ta sẽ học tiếp tục một bài trong Unit 5 của sách giáo khoa tiếng Anh lớp 10 Friends Global nhé. Bài học 5B của chúng ta ngày hôm nay thì sẽ tập trung chủ yếu vào phần grammar, phần ngữ pháp. Chúng mình sẽ được học cách sử dụng will này, be going to để nói về tương lai, và mình cũng sẽ học qua một chút về câu điều kiện loại 1. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ vào ngay bài học đầu tiên nhé. Bài số 1 này. Look at the photo. How do you think the girl is feeling? Then read and listen to the dialogue. Rồi. Mình sẽ phải nhìn vào bức tranh này và hãy bạn nghĩ là cô ấy đang cảm thấy như thế nào? Sau đó thì mình sẽ đọc bản hội thoại này và nghe lại nó một lần nữa, đúng không? Ok, thì nhìn vào bức tranh này mình sẽ thấy là cô như thế nào nhỉ? Đây, cô sẽ viết câu trả lời ra đây nhá. Bài số 1 này. The girl is anxious. The girl is anxious before she has an interview. Rồi cô gái thì cảm thấy lo lắng vì cô ấy có một buổi phỏng vấn, đúng không? Okay, bây giờ thì cô sẽ đọc qua đoạn hội thoại là dịch cho chúng mình nhé. Hi Mia, are you okay? You look a bit anxious. Chào Mia, cậu ổn không? Cậu nhìn hơi lo lắng một chút đấy. I've got a job interview in 20 minutes. Tớ sẽ có một cuộc phỏng vấn trong 20 phút nữa. Oh, I won't chat then, I promise. Mình sẽ không nhắn tin đâu, mình hứa đó. It's okay, I'm going to leave soon anyway. I need to talk to the Hilltop Road. Is it far? I need to walk to Hilltop Road. Is it far? Được thôi, dù gì thì mình cũng sẽ đi sớm thôi. Mình cần phải đi bộ đến đường Hill Road. Nó có xa lắm không? Not really. I'll take about 10 minutes. Không hẳn, nó sẽ tốn khoảng tầm 10 phút. Oh no, look at the rain. I'm going to get wet. Không, nhìn trời mưa kìa, mình sẽ bị ướt mất thôi. I'll lend you my umbrella. Tớ sẽ cho cậu mượn dù của mình. It's okay, I'll call a taxi. Thôi khỏi, mình sẽ bắt taxi vậy. There isn't time for that, here's ticket. Không có thời gian cho chuyện đó đâu, đây cầm lấy đi. Thanks, I'll give it back later. Where will you be? Cảm ơn, mình sẽ trả lại cậu sau nhé, cậu sẽ ở đâu? I'll wait here for you, good luck. Mình sẽ ở đây đợi cậu, chúc may mắn nhé. Thế thì đúng là như thế, đúng không? Là Mia sẽ có một buổi phỏng vấn và cô đang cảm thấy khá là lo lắng về điều đó. Giờ thì mình sẽ nghe lại đoạn hội thoại này một lần nữa qua giọng đọc của Băng nhé. Rồi cô sẽ bật phần audio của chúng mình cùng nghe này. Track 2.15. Hi Mia, are you okay? You look a bit anxious. I've got a job interview in 20 minutes. Oh, I won't chat then, I promise. It's okay. I'm going to leave soon anyway. I need to walk to Hilltop Road. Is it far? Not really. It'll take about 10 minutes. Oh no, look at that rain. I'm going to get wet. I'll lend you my umbrella. It's okay. I'll call a taxi. There isn't time for that. Here, take it. Thanks. I'll give it back later. Where will you be? I'll wait here for you. Good luck. Rồi, đấy là phần bài 1 của chúng ta. Mình sẽ chuyển ngay sang bài số 2 này. Read the learn this box, then five all the examples of will and be going to in dialogue and exercise 1. Đọc hộp thoại learn this, sau đó thì tìm hết những cái ví dụ về will và be going to trong bài hội thoại, trong đoạn hội thoại ở bài tập số 1. Rồi mình sẽ có một hộp thoại learn this nói về cách sử dụng của will và be going to. A for predictions we use. A này, để tiên đoán thì ta sẽ dùng nè. Một, be going to based on what we can see or hear. Dùng be going to khi mà dự đoán dựa trên những gì mà chúng ta thấy hoặc là nghe được. Đó. Look at those clouds, there's going to be a storm. Hãy nhìn những đám mây kìa, có thể sẽ có một trận bão. Will, based on what we know or is just a guess.
will thì sẽ dựa vào những gì chúng ta biết hoặc là một phỏng đoán. Ví dụ, I don't think that weather will be warmer next month. Tôi nghĩ hoặc là không nghĩ là thời tiết sẽ ấm hơn vào tháng sau. Be for plans we use. Cho những kế hoạch thì ta sẽ dùng như nào nhỉ? 1. Be going to when we have already decided what to do. Mình sẽ sử dụng be going to khi mà chúng ta đã quyết định là sẽ làm gì. I'm going to stay in a night. I've got the DVD ready. Mình sẽ ở đây tối nay. Mình đã có đầu DVD sẵn sàng rồi. 2. Well, when we are deciding what to do as we speak. Mình sẽ sử dụng will khi mà chúng ta quyết định sẽ làm gì ngay tại thời điểm này, ngay tại thời điểm nói. Somebody's at the door. I'll see who it is. Có một ai đó ở cửa. Tôi sẽ ra ngoài xem đó là ai. For offers and promises, we use will. Với những trường hợp mà lời đề nghị hay là lời hứa thì chúng ta sẽ sử dụng will. Ví dụ như là I'll phone you later. I won't forget. Mình sẽ gọi cậu sau nhé. Mình sẽ không quên đâu. Đúng không? Rồi thì mình sẽ có là những ví dụ về will và going to là gì? I won't chat. I won't chat là won't là phủ định của will, đúng không? Will not chính là I won't chat. Okay, I'm going to leave soon. I'm going to leave soon. I'm going to sẽ rời đi sớm thôi, đúng không? It take about 10 minutes. Rồi nó sẽ mất khoảng 10 phút. Đó, it will take. Đó. Tiếp theo mình sẽ có gì? I'm going to get wet. I'm going to get wet. Bởi vì trời mưa thế nên mình sẽ thấy là nó mình sẽ bị ướt thôi, đúng không? Ướt bởi mưa. Tiếp theo mình sẽ có gì nào? I'll lend you. Tớ sẽ cho cậu mượn dù của mình. I'll lend you my umbrella. Tiếp theo là gì? I'll call a taxi. I'll call a taxi là tớ sẽ gọi taxi. I'll give it back later. Tớ sẽ trả lại cậu sau nhé. I'll give it back later. Đây là một lời hứa, đúng không? Tớ sẽ hứa là tớ sẽ trả lại. Và I'll wait here for you. Tớ sẽ ngồi đây và đợi cậu. Okay. I'll wait here for you. Rồi. Tiếp theo mình sẽ có bài số 3. Match each example of will and be going to and dialogue with a rule in the box in the learn this box. Nối mỗi ví dụ của will và be going to trong đoạn hội thoại với một quy tắc trong hộp thoại learn this. Ok, cô sẽ viết các câu ha. Mình đã có các câu ở đây ra thì mình sẽ viết xem là nó là các luật nào. Ví dụ như là đây là sẽ là A1 hoặc là A2, đúng không? A1, A2. Đó, đây là luật A1 này, đây là luật A2 này. Tương tự như thế, đây sẽ là B1 này, B2 này, đúng không? Đây cô sẽ ký hiệu như thế để các em có thể theo dõi được ha. Ở đây mình sẽ có là bài tập, đây là bài số 3 này. Đầu tiên là mình có là I won't chat. Rồi tớ sẽ không nhắn tin đâu, không nói chuyện đâu. Thì đây là một gì nhỉ? To be, một quyết định tại thời điểm nói, đúng không? Thì mình sẽ nó là gì? B2. Đó, rules B2. Tiếp theo, I'm going to leave soon. Anyway, dù sao thì tớ cũng đang định rời đi sớm, đúng không? I'll leave soon anyway. Thì đây sẽ là B1, một cái quyết định mà mình đã quyết định từ trước đó rồi, đúng không? Là bạn ấy sẽ rời đi để phải có buổi phỏng vấn mà nó đã được lên lịch trước. Tiếp theo nữa là gì? It take about 10 minutes. Rồi, nó sẽ tốn khoảng 10 phút, đúng không? Nó sẽ tốn tầm khoảng 10 phút để di chuyển đến đó. Thì nó sẽ là gì? Mình đây là một dự đoán, đúng không? Một dự đoán mà dựa theo quan điểm cá nhân thì nó sẽ tương ứng với rules là A2, đúng không? Đó, dự đoán, prediction ạ. Rồi tiếp theo mình có cụm là gì? I'm going to get wet. Tớ sẽ bị mưa mất thôi, tớ sẽ bị ướt mất thôi. Thì đây sẽ là tương ứng với A1. Bởi vì sao? Bởi vì bạn Mia, bạn ấy nhìn thấy trời mưa. Và hiện tại là nếu mà đi bộ không có dù thì chắc chắn là sẽ ướt. Thì đây là một dự đoán mà dựa trên những gì mà chúng ta có thể thấy được. Đó, đấy là trời mưa. Rồi, tiếp theo mình sẽ có là gì? I'll lend you my umbrella.
này sẽ tương ứng với luật là gì? B2 đúng không? Quyết định tại thời điểm nói. Rồi thấy bạn ấy mưa và không có dù thì quyết định là cho bạn ấy mượn dù luôn. I'll call a taxi. Hồi đấy cũng sẽ là B2 ha, thấy trời mưa và không muốn đi bộ nữa và muốn gọi taxi. B2, quyết định tại thời điểm nói. Mình sẽ có câu gì? I'll give it back later. Rồi, tớ sẽ trả lại cậu sau nhé. Thì đây là một lời hứa C, đúng không? Là số C và I'll wait here for you. Tớ cũng sẽ ngồi đây đợi cậu, đúng không? Tớ sẽ ngồi đây đợi cậu cũng là tiếp tục là một lời hứa và nó sẽ tương ứng với rule C, luật C. Rồi mình sẽ chuyển sang bài số 4 này, speaking. Okay, work in groups, talk about your plans and predictions of the future. Use will and be going to. Trong bài số 4 thì mình sẽ phải làm việc theo nhóm, đúng không? Nói về dự định và những nói về kế hoạch này hoặc là những cái dự đoán của mình về tương lai, mình có thể sử dụng will và be going to. Ok, mình có thể ở đây cô sẽ viết khoảng 2 câu để cho mình có thể tham khảo. Đây sẽ là bài làm việc theo nhóm. Rồi mình sẽ có câu đầu tiên là gì? I'm going to go to the university in Hanoi to study economy. Rồi mình sẽ lên học đại học ở Hà Nội để học về kinh tế. Mình có câu, có thể câu số 2 là gì nhỉ? I'll have my own coffee shop, or clothes shop. Mình sẽ mở một tiệm cà phê hoặc là một cửa hàng quần áo. Thì cái dự định này nó ít chắc chắn hơn, đúng không? Nên mình sẽ sử dụng will thay vì going to. Okay, rồi mình sẽ chuyển sang bài số 5 này. Describe the photo. What is the job of the man on the right? Use the words below to help you. Mình hãy miêu tả bức tranh này, đúng không? Nghề nghiệp của người đàn ông bên tay phải là gì? Và hãy dùng những từ phía dưới này để trợ giúp cho bạn. Mình có các từ là button, nút, floor, tầng, lift là cái thang máy, operate là vận hành hoặc là hoạt động, open là mở, press là ấn, đúng không? Press là ấn. Đây là mình có bức tranh về rất là nhiều người đàn ông và đây là người đàn ông mình cần miêu tả. Đó, màu bên tay phải. Rồi mình sẽ cô sẽ viết câu trả lời ra đây nhé. Đây sẽ là bài tập số 5. The man's job is to operate the lift. He is pressing. Is pressing buttons to open and close the doors and move the lift to different floors. Công việc của người đàn ông là điều khiển thang máy hoặc là vận hành thang máy, đúng không? Ông ta ấn nút để mở và đóng các cửa và di chuyển chúng, đúng không? Hoặc là di chuyển thang máy đến các tầng khác nhau.
Ok, ví dụ thì đấy sẽ là bài số 5. Mình sẽ chuyển sang bài số 6 này. Bài số 6: Read the text and check your answer. To exercise 5. What other jobs do you think might disappear in the future? Đọc đoạn văn bên dưới và kiểm tra câu trả lời của bạn trong bài số 5. Những công việc nào là bạn nghĩ sẽ biến mất ở trong tương lai? Rồi mình sẽ thấy là bài đọc đây nhá. Bài đọc về người đàn ông này, đúng không? Về đoạn này. Mình sẽ thử đọc xem nào. 100 years ago, every lift had an operator who stopped the lift at different floors and opened and closed the doors. 100 năm trước, mỗi thang máy có một người điều khiển để dừng thang máy tại các tầng khác nhau và đóng mở và đóng các cửa. The job no longer exists because the lifts are now automatic. Công việc này bây giờ không còn tồn tại nữa vì thang máy bây giờ đã trở nên tự động. Which jobs that people do today will disappear because of technology? Công việc nào mà người ta làm ngày nay sẽ biến mất vì công nghệ ở trong tương lai? Most people book their holidays online. Phần lớn, đúng không? Phần lớn mọi người thì đăng ký du lịch trực tuyến. If this trend continues, travel agents will probably become unnecessary. Nếu mà xu hướng này tiếp tục thì các đại lý du lịch có vẻ như sẽ trở nên không cần thiết. Self-service checkouts at supermarkets are become very common, and so are automated toll booths on motorways. Quầy tính tiền tự phục vụ tại các siêu thị đang trở nên phổ biến và tương tự với các trạm thu phí trên đường cao tốc. Many people now read the news online. Nhiều người bây giờ đọc báo trực tuyến. If newspapers disappear entirely, we won't need new agents. Nếu mà báo giấy biến mất hoàn toàn, chúng ta cũng không cần các quầy báo nữa. And what will happen if everyone learns online instead of in a classroom? Và điều gì sẽ xảy ra nếu như tất cả mọi người học trực tuyến thay vì là học trong lớp học? Teachers might disappear. Giáo viên cũng sẽ biến mất luôn, đúng không? Okay, thế thì mình thấy ở đây có những cái nghề nào mà người ta list ra là có thể biến mất trong tương lai nào? Mình có là gì? Travel agent, đúng không? Travel agent là những đại lý du lịch này. Có ai nữa nào? Có những người bán mở sạp báo á, đúng không? Thì mình có là gì? News agent. Đó, news agent là quầy báo, những người vận hành quầy báo. Và có thể là gì? Teachers. Đó, thì đấy là ba cái nghề nghiệp khác mà maybe có thể là sẽ biến mất ở trong tương lai ha. Rồi mình sẽ chuyển sang bài số 7 này. Look at the highlighted first conditional sentence in the text in exercise 6 and read the learn this box below. Complete rule with a present simple and will plus verb, then find two more examples in the text. Hãy nhìn vào câu điều kiện loại 1 được tô nổi lên trong bài đọc ở bài tập số 6 và đọc hộp thoại learn this ở phía dưới, hoàn thành quy tắc A với thì hiện tại đơn và will cộng với động từ, đúng không? Sau đó thì tìm thêm hai ví dụ khác ở trong bài đọc. Mình thấy đây có một câu điều kiện loại 1 mà người ta đã tô đậm lên này. If this trend continues, travel agents will probably become unnecessary. Nếu mà xu hướng này tiếp diễn, đúng không, hoặc là tiếp tục thì những đại lý du lịch có thể là sẽ không cần thiết nữa. Ok. Rồi mình sẽ có hộp thoại learn this này. Câu điều kiện loại 1, the first conditioner. We use the first conditioner to predict the result of an action. Chúng ta sử dụng câu điều kiện loại 1 để dự đoán kết quả của một hành động. We use the, chúng ta sử dụng gì nhỉ? We use the present simple thì hiện tại đơn. To describe the action and will plus verb. To describe the result. Chúng ta sử dụng thì hiện tại đơn để miêu tả hành động, đúng không? Và will cộng với động từ để miêu tả kết quả. Rồi, if I get the job, I have to move to New York.
nếu mà mình có được công việc này, mình sẽ chuyển tới New York, đúng không? Thế thì cái vế số 1 người ta dùng thì hiện tại đơn này. Đó, thì hiện tại đơn thì đây là hành động. Hành động có được công việc. Và kết quả là gì? Nếu mà có được công việc thì mình sẽ chuyển đến New York. Thì vế sau, đúng không? Will cộng với động từ ở đây là have, đúng không? Have to. Đó, thì sẽ là kết quả của hành động đấy. Tiếp theo ý B này, the if clause can come before or after the main clause. If it comes after, we don't use a comma. Mệnh đề có if, đúng không? Hoặc là mệnh đề if có thể đi trước hoặc đi sau mệnh đề chính. Nếu mệnh đề if đi sau, ta không cần phải dùng dấu phẩy. Thế đây, trong trường hợp đầu tiên này là mệnh đề if đi đằng trước và sau if thì chúng ta phải có dấu phẩy. À, trường hợp này, đây mình sẽ có if đi sau này. I won't take the job if it isn't challenging enough. Tôi sẽ không nhận công việc này nếu nó không đủ thử thách. Đó, thì nếu mà if là mệnh đề phía sau thì mình sẽ không cần phải sử dụng dấu phẩy nữa. Ha, đấy, đây là hai trường hợp, hai ví dụ khác nhau này. Rồi, thì mình có thể thấy là trong bài này có những cái câu nào nữa nào? Ví dụ như câu nào nhỉ? Đây, câu này ha. If newspapers disappear entirely, we will need news agents. Nếu mà báo giấy biến mất hoàn toàn thì chúng ta không cần những sạp báo nữa. Đó, thì đây, if newspaper disappear là hành động nên dùng thì hiện tại đơn, đúng không? Còn đây là kết quả thì chúng ta sẽ dùng thì tương lai đơn giản, will cộng với động từ trong trường hợp này là will not. Ok, gì nữa nào? And what will happen if everyone learns online instead of in a classroom? Và điều gì sẽ xảy ra nếu như mọi người học trực tuyến thay vì học trong một lớp học? Thì chúng ta thấy là đây câu này thì nó chỉ là một nửa thôi. Tức là nó sẽ chỉ có cái vế là vế if, đúng không? Vế mệnh đề if thay vì là có full cả câu. Thì mình chỉ sẽ có một vế đầu tiên là vế nói về hành động. Đó, chứ ở đây chưa có kết quả vì đây người ta đang hỏi độc giả là kết quả sẽ là gì, đúng không? Thì mình mới chỉ đưa ra cái vế giả định ở đây là nếu mà tất cả mọi người học online, đó, học trực tuyến. Đấy, thế thì đây nó sẽ là mệnh đề hành động, mệnh đề if thì sẽ là thì hiện tại đơn learns. Đó. Rồi tiếp theo mình sẽ chuyển sang bài cuối cùng là bài số 8 speaking này. Work in pairs, ask and answer the questions. Làm việc theo cặp, hỏi về trả lời những cái câu hỏi ở phía dưới này ha. Thì mình sẽ có ba câu khác nhau là gì nào? Câu số 1, mình sẽ có một câu hỏi chung. What will you do if, bạn sẽ làm gì nếu? Một là you lose your mobile phone, bạn làm mất điện thoại của mình. Tiếp theo, 2, it rains all day on Saturday. Thứ bảy, trời mưa cả ngày thứ bảy. Có một ngày cuối tuần nhưng mà lại trời lại mưa cả ngày. Chúng ta sẽ làm gì? Và mình có câu số 3 là gì? What will you do if you get good marks on your final exams? Bạn sẽ làm gì nếu mà bạn đạt điểm tốt trong kỳ thi cuối kỳ? Ok, thì cô sẽ viết câu trả lời ra giấy để chúng mình có thể tham khảo thêm nhé. Đây thì sẽ là bài số 8 này. Bài số 8, câu 1. What will you do if you lose your mobile phone? Bạn sẽ làm gì nếu mà mất điện thoại? I will immediately block my social media accounts and call the telecom and call the telecom operator to request a SIM lock. Rồi tôi sẽ ngay lập tức chặn tài khoản mạng xã hội của mình và gọi cho nhà mạng để yêu cầu khóa SIM. Thế, đây, tôi sẽ show lại. Đây,
Sorry các em, nó bị khuất một chút, cô sẽ đọc lại câu này này. I will immediately block my social media accounts and call the telecom operator to request a SIM lock. Tôi sẽ ngay lập tức chặn hoặc là khóa tất cả các tài khoản mạng xã hội của mình và gọi cho nhà mạng để yêu cầu họ khóa SIM. Rồi, mình sẽ chuyển sang câu số 2. I will stay at home. Read a book. And listening to music. And listen to music. Rồi tôi sẽ ở nhà, đúng không? Đọc sách và nghe nhạc. Cuối cùng câu số 3 này. I will celebrate by a small party with my family. Rồi, tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ với gia đình của mình. Okay. Rồi, thế thì hôm nay mình đã học xong phần ngữ pháp với will, be going to và câu điều kiện loại 1. Thì các em nhớ mình học thuộc cách sử dụng và phân biệt cách sử dụng của will và be going to. Sau đó thì mình cũng sẽ học cách sử dụng cả câu điều kiện loại 1 với if luôn nhé. Hẹn gặp lại các em ở trong các buổi học tiếp theo.